theo dõi cộng đồng Doctor Network để không bỏ lỡ thông tin y tế quan trọng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề rối loạn mỡ máu và những điều cần biết. Đồng hành cùng với quý vị trong ngày hôm nay thì cũng không chỉ có Chí Thành mà còn có thêm một vị nhân vật khách mời rất đặc biệt đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Phương, hiện tại thì đang làm chuyên khoa nội tiết và khoa khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn. Dạ, xin được kính chào bác sĩ. Bác sĩ hãy gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình nha. Xin chào Chí Thành, xin chào tất cả các bạn đồng giả. Tôi tên là Nguyễn Thị Phương, tôi là thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa về nội tiết. Hiện tôi đang công tác tại khoa khám bệnh Viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn. Rối loạn mỡ máu là một căn bệnh mà chúng ta thường hay gặp ở những người lớn tuổi. Và vậy thì bác sĩ có thể nói rõ hơn về mỡ máu là gì không ạ? Chúng ta gọi là mỡ máu hay gọi là lipid máu là một cái chất béo ở trong cơ thể, thường sẽ gồm có bao gồm các như là cholesterol và các chất béo trung tính. Các chất béo này thì nó là cùng với lại các chất năng lượng khác như là protein rồi là carbohydrate, là thành phần cấu tạo và tạo năng lượng cho tất cả các tế bào cơ thể, đặc biệt là nó tham gia vào tạo chất béo làm cấu tạo trong màng tế bào và các cái nội tiết tố và chúng quan trọng như hormone tuyến sinh dục và các cái tuyến thượng thận là những cái tuyến sinh mạng cơ thể. Vậy thì thế nào là máu có lợi và mỡ máu có hại ạ? Thì trong cái chỉ số về mỡ máu á, thì thường là chúng ta sẽ khi khám bệnh ấy, thì thường chúng ta thường nói là bác sĩ ơi cho tôi làm xét nghiệm về mỡ máu. Nhưng vậy mỡ máu gồm những thông số gì? Mỡ máu thì nó sẽ gồm có 4 thông số. Khi chúng ta đi làm nó sẽ gồm có chỉ số cholesterol, chỉ số về mỡ máu triglyceride, chỉ số về LDL hay gọi chúng ta gọi là mỡ máu xấu và chỉ số HDL hay là chỉ số mỡ máu tốt. Thì nếu mà khi các bạn đi khám bệnh thì các bạn sẽ được làm những cái thông số đó. Vậy thì nếu mà mỡ máu có lợi nó vượt quá chỉ số cho phép thì có ảnh hưởng đến gì không bác sĩ? Chúng ta đang hỏi về là chúng ta nói về là mỡ máu, nếu mà mỡ máu tốt LDL, chỉ số LDL mà trên ngưỡng bình thường thì có sao không? Thì cái mỡ máu đó thì nó có tác dụng, nó sẽ làm giảm cái mỡ máu xấu và chỉ số của người bình thường á, là đối với nữ là phải trên 50mg trên decilit hay là 1,3, còn đối với nam thì nó phải trên 40mg trên decilit hay chính là 1,03 mmol trên lít á. Thì nếu mà trên khoảng bình thường, cái này nó sẽ không có khoảng trên khoảng bình thường mà là một mà nó đã có chỉ số của nó là mà tối thiểu nó phải mức như vậy rồi. Vậy thì nó cao hơn cao nhiều có sao không? Cái này thì nó càng cao thì nó sẽ là càng tốt cho cơ thể. Vậy thì máu xấu thì nó cao quá thì sao ạ? Cái chỉ số mỡ máu xấu mà chúng ta đang nói, đó chúng ta đang nói về cái cholesterol lipoprotein trọng lượng phân tử thấp hay chính là LDL cholesterol. Vậy thì cái ngưỡng bình thường của nó là sẽ ngưỡng mà mong muốn mà theo cái hội lipid quốc gia Hoa Kỳ thì là phải dưới, nó phải dưới 100mg trên decilit hay là dưới 2.6. Còn nếu mà ngưỡng mà có thể cho phép là nếu mà tối đa thì là dưới 3.4. Vậy khi mà trên 3.4 thì được định nghĩa là cao. Vậy khi cao nó như thế nào? Khi ta biết rằng nó là cái cholesterol lipoprotein trọng lượng phân tử thấp, nó sẽ tăng các cái nguy cơ về các cái xơ vữa mạch. Nên là các chỉ số đó nó càng cao thì nó sẽ cùng với đó nó sẽ tăng các cái nguy cơ về tim mạch. Và theo thống kê của người ta rằng nếu như mà nó chỉ cần chúng ta giảm được một minimon LDL cholesterol á, thì hay là 38mg trên decilit cái LDL cholesterol á, thì chúng ta đã giảm được 20% các cái nguy cơ và các cái biến cố tim mạch. Nên là chúng ta thấy được tầm quan trọng của việc cái kiểm soát cái thông số LDL như thế nào. Chị Thành có hay nghe đến cụm từ là mỡ trong máu, vậy thì đó là gì thưa bác sĩ? Mỡ ở trong máu là chính là các cái chỉ số mà chúng ta đang trao đổi từ đầu giờ đến giờ đó, là để chỉ về 4 thông số khi mà chúng ta được đi làm, là cái cholesterol và LDL cholesterol và HDL cholesterol và triglyceride. Bình thường trong cơ thể của chúng ta có một cái khoảng tham chiếu bình thường. Nếu như mà chúng ta ngoài cái khoảng đó thì thường chúng ta gọi là mỡ máu cao hay là rối loạn mỡ máu hay là rối loạn lipid máu. Vậy thì có những triệu chứng nào để chúng ta có thể nhận biết được chúng ta đang bị máu nhiễm mỡ ạ? Thì cái mỡ máu á, thường là chúng ta sẽ, nếu mà ở mức độ nhẹ thường chúng ta sẽ không có triệu chứng gì, mà các chúng ta thường là phải đi qua thăm khám sức khỏe, thì có thể đi qua khám tổng quát hoặc khám sức khỏe tình cờ, hoặc là trên nền mà chúng ta có các bệnh kèm theo á, thì chúng ta xét nghiệm chúng ta phát hiện ra được rối loạn mỡ máu. Còn khi mà mỡ máu, khi mà nó mức có một trong một số trường hợp thì chúng ta có thể thấy có một số triệu chứng là có thể có các cái biểu hiện của cái xăng than như là các cái u vàng, và chúng ta có thể thấy là tự nhiên mà chúng ta thấy nhiều người
người già có cái nổi hạt vàng hoặc ban vàng ở vùng mắt hoặc vùng trên da, đấy là một trong những dấu hiệu gợi ý. Hoặc là khi mà mỡ máu mà nó gây ra cái tình trạng xơ vữa mạch, nó có thể biểu hiện của cái việc như là hẹp, hoặc là hẹp tóc, hoặc là giống như cũng có cái tổn thương về cơ quan đích rồi, thì giống như là vì cái tai biến về đột quỵ đó, thì khi đó thì chúng ta mới phát hiện. Nhưng mà còn để mà nói là có triệu chứng gì ở giai đoạn sớm không thì nó sẽ không có triệu chứng, mà chúng ta nên kiểm soát xem là mình nên đi khám sức khỏe định kỳ và để các bác sĩ xét nghiệm máu và phát hiện kịp thời các cái rối loạn về mỡ máu của mình. Vậy thì chúng ta có những cách phòng tránh nào để khỏi bị không bị rối loạn mỡ máu ạ? Thứ nhất là chúng ta phải tập cái lối sống lành mạnh và một cái sinh hoạt điều độ, một chế độ ăn hài hòa. Thứ nhất là chúng ta hạn chế cái tình trạng là lối sống tĩnh tại mà ít vận động, mà thay vào đó chúng ta cố gắng nên tập vận động. Và thứ hai nữa là chúng ta hạn chế cái tình trạng như là các căng thẳng, các cái stress quá mức, và chúng ta nên đi khám sức khỏe định kỳ. Đối với những người không có yếu tố nguy cơ thì 6 đến 12 tháng chúng ta sẽ phải đi khám một lần để bác sĩ sẽ làm cái xét nghiệm về rối loạn mỡ máu. Còn trong những cái trường hợp như là các bạn như là có các bệnh lý đặc biệt như là về đái tháo đường chẳng hạn, khi mà đường huyết quá cao không kiểm soát được, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến mỡ máu, nó sẽ gây tăng các chỉ số triglyceride và giảm cái mỡ máu tốt là HDL. Hoặc là trong một số bệnh lý như là suy giáp nặng chẳng hạn, nó cũng có thể là gây ra cái rối loạn mỡ máu. Thì chúng ta chỉ cần đơn giản là chúng ta kiểm soát tốt cái tình trạng suy giáp của mình bằng việc tái khám của bác sĩ và uống thuốc theo toa. Hoặc là trong một số trường hợp như là chế độ ăn của chúng ta ăn quá nhiều đồ chiên rán, trong thức ăn của chúng ta có quá nhiều chất béo bão hòa hoặc là chất béo thăng, tức là trong những cái thực phẩm công nghiệp, thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm đóng hộp chẳng hạn, hoặc đặc biệt là các thực phẩm về dạng chiên rán. Và một vấn đề nữa là chúng ta hạn chế cái việc bia rượu, cũng là một cái nó gây, cũng có thể gây tăng ra cái mỡ máu. Và một vấn đề nữa là đặc biệt là một số thuốc chẳng hạn như là các thuốc giảm đau dưới dạng glucocorticoid để giảm đau, giảm viêm thông thường, thì nó cũng có, khi chúng ta lạm dụng nhiều nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái mỡ máu của chúng ta. Vậy thì người bị rối loạn mỡ máu thì cần có những hoạt động gì để có thể cải thiện ạ? Không chỉ mỗi người rối loạn mỡ máu không, mà tất cả người bình thường người ta đều khuyên là nên tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày và trên 5 ngày một tuần. Thì người rối loạn mỡ máu cũng như thế, và chúng ta phải kiểm soát cân nặng của mình, không được để cân nặng của mình vượt quá cái mức BMI tiêu chuẩn. Như đối với chúng ta là người châu Á thì là chúng ta nên để mức BMI khoảng 18.5 cho đến 22.9, mà cách đơn giản nhất là cân nặng không vượt quá số lẻ của chiều cao. Giả dụ như là bạn cao 1m58 chẳng hạn thì bạn sẽ nên để khoảng từ 48 đến 58 kg thôi, không nên vượt quá 58 kg. Đấy là còn vận động thể thao thì sẽ tùy theo niềm yêu thích của bạn. Bạn có thể dưỡng sinh, bạn có thể đi xe đạp, bạn có thể chạy bộ, bạn có thể yoga, bạn có thể tập gym. Khi một vận động nó là một hình thức đốt mỡ, là một hình thức tiêu hao năng lượng, và nó vừa giúp bạn kiểm soát cân nặng, vừa giúp kiểm soát mỡ máu. Ngoài ra nó còn tốt cho các vấn đề về chuyển hóa khác, về đường huyết, huyết áp và các vấn đề về tim mạch khác. Ở đây thì có một vị khán giả đã gửi đến câu hỏi dành cho bác sĩ, mong bác sĩ giải đáp ạ. Dạ, tại sao khi mà tôi đã thực hiện ăn kiêng nhưng mà đi khám thì vẫn cho ra kết quả xét nghiệm là mỡ máu vẫn cao ạ? Bạn nói là bạn đã thực hiện chế độ ăn kiêng, nhưng mà ăn kiêng ở đây là bạn ăn như thế nào? Như chúng ta có nói về lúc đầu của bài đó, thì có nói là chất béo là một trong những thành phần kết hợp với carbon hydrate và kết hợp với protein là cung cấp tạo năng lượng. Khi mà chất béo thì bình thường nó chỉ chiếm khoảng 15-20% tổng lượng lượng của chúng ta thôi. Và chúng ta ăn thì chúng ta sẽ có 3 loại chất béo mà chúng ta thường hàng ngày. Đó là chất béo mà bão hòa, tức là bình thường nó đã dạng, chất béo nó ở dạng sáp đó, giống như là các cái mỡ động vật chẳng hạn. Hoặc thứ hai nữa là các cái chất béo mà không bão hòa, chẳng hạn như là thường ở trong các cái dạng hạt, ở dạng nỏng, nó ở dạng bình thường, nó thường nhiều trong các cái dạng hạt, trong các dầu như là dầu ô liu, các thứ đó là những cái chất béo không bão hòa. Và vấn thứ ba là chất béo chuyển hóa hay chất béo thăng mà hay nhiều ở trong cái vấn đề như sản phẩm công nghiệp. Vậy bạn xem lại xem là cái lượng chất béo mà bạn đang ăn thường ngày đó là chất béo gì, bạn ưu tiên chất béo gì. Bạn phải nên ăn cân đối và ưu tiên các cái chất béo không no và hạn chế các chất béo bão hòa và chất béo thăng. Và một vấn đề nữa thì ngoài cái chất béo ra thì trong một vấn đề là kiểm soát cái lượng tinh bột.
thì cái lượng tinh bột mà bạn đưa quá dư thì nó cũng có thể gây tích trữ dưới dạng chất béo triglyceride đó, và là cũng có gây ra rối loạn mỡ máu. Và bạn vậy ngoài chế độ ăn kiêng ra, bạn có tập thể dục hay chưa, cái tập thể dục của bạn lượng là bao nhiêu và cân nặng hiện tại của bạn là bao nhiêu. Và nếu như sau khi bạn nói là tôi thực hiện chế độ ăn kiêng, tôi tập thể dục, tôi thực hiện đúng theo chế độ ăn mà bác sĩ hướng dẫn, vậy mỡ máu của tôi vẫn cao, vậy thì bạn phải đi sàng lọc các nguyên nhân của mỡ máu khác, như là các bệnh lý như là tăng đường huyết cũng có thể gây rối loạn mỡ máu, các bệnh lý về suy giáp, các cái hội chứng về cơ sinh, hoặc bạn lạm dụng các thuốc glucocorticoid giống như bác sĩ đã nói, thì đó cũng có thể gây ra tình trạng mỡ máu. Và một cái cuối cùng đó là một cái bệnh về mỡ máu có tính chất gia đình và liên quan đến gen. Vậy là mỡ máu có di truyền hay không bác sĩ? Mỡ máu thì trong một tỷ số tỷ lệ ít nó có cái bệnh gọi là tính mỡ máu có tính chất gen đó, có tính chất gia đình á, thì nó có thể liên quan đến gen đơn hoặc đa gen, nhưng chúng ta gặp là các cái trường hợp mà dị hợp. Và cái mỡ máu đặc trưng của cái rối loạn mỡ máu do gia đình ấy thường là ở tầm lứa tuổi thanh niên, tầm trên 20 cũng đã có thể có cái rối loạn mỡ máu rồi. Và lần gần đây nhất thì mình mới khám cho một bạn nữ. Bạn này thì là đến khám mình về một bệnh khác nhưng mà có kèm theo mỡ máu cao, nên là được các bác ấy chuyển sang về phòng khám nội tiết. Nhưng mà mặc dù bạn còn trẻ, cân nặng thì rất là trong giới hạn BMI, trong giới hạn chuẩn, bạn ấy chế độ ăn thì khá là thanh đạm, nhưng mà mỡ máu của bạn vẫn rất là cao. Và khi hỏi thêm đã được biết rằng là mẹ bạn cũng có mỡ máu cao, và anh trai bạn, và bạn ấy cũng ngoài lứa tuổi 20 thôi mà cũng bị mỡ máu cao. Thì đó thì mình có khuyên bạn ấy đi sàng lọc về cái tính gen để sàng lọc cái mỡ máu về có tính chất gia đình đó. Và trong trường hợp mà mỡ máu mà liên quan đến gen á, tức là thì nó là do cái gen đó từ bẩm sinh, khi mà bạn sinh ra thì là mình đã có cái gen đó rồi, và nó làm cho bất thường trong chuyển hóa cholesterol, và mặc dù bạn có điều chỉnh chế độ ăn tốt nhưng mỡ máu cũng vẫn tăng, thì cái đó thì trong trường hợp đó bạn sẽ phải kết hợp tốt ngoài chế độ ăn ra, và bạn bắt buộc phải dùng thuốc và tuân thủ thuốc đều theo toa của bác sĩ. Dr. Assistant, trợ lý bác sĩ ảo, giúp chẩn đoán bệnh qua hình ảnh và hiểu bạn qua giọng nói. Dạ vâng. Vậy thì rối loạn mỡ máu hoặc là mỡ máu cao thì nó sẽ có tập trung vào đối tượng nào nhất định không bác sĩ? Ví dụ như là nam hay nữ hay là độ tuổi nào ạ? Cái mỡ máu ấy thì đặc trưng á, thì chúng ta thì thứ nhất là ở những đối tượng mà dư cân là cái đầu tiên. Những người mà có lối sống mà tĩnh tại, ít hoạt động. Và những người mà theo lứa tuổi thì tăng tần suất lứa tuổi lên, đặc biệt là các cái phụ nữ mà trong giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh, và những cái người mà lạm dụng rượu bia nhiều đó, ở trong một số cái bệnh lý như là về đái tháo đường các thứ chẳng hạn, nó cũng làm tăng các nguy cơ về mỡ máu lên. Dạ vâng. Vậy thì mỡ máu cao nó sẽ để lại những biến chứng gì về sau ạ? Nó sẽ tùy theo cái mức độ tổn thương, hạn như là về mức độ của mỡ máu, hạn như là nếu mà mỡ máu tăng cao kéo dài như cái LDL á, cái mỡ máu xấu mà chúng ta có nói đó, tăng kéo dài nó sẽ gây xơ vữa mạch, từ những cái mảng xơ vữa đó nó dần dần nó có thể là cái mảng xơ vữa đấy nó bong đi và di chuyển đến các mảng nhỏ hơn, gây nên là chẳng hạn như là gây tắc ở một động mạch khác, chẳng hạn như ở trên não gây đột quỵ não. Thì khi chúng ta có đột quỵ não thì chúng ta có thể có cái di chứng như là yếu liệt nửa người, thất ngôn hoặc rối loạn đi đại tiểu tiện gì đó, hoặc là có thể di chứng mà chẳng hạn trên nó gây tổn thương lên tim, hạn nhồi máu cơ tim chẳng hạn, thì rõ ràng đấy là một trong những cái biến chứng về khá là nặng nề của rối loạn mỡ máu. Hoặc là đơn giản như là nó có thể gây xơ vữa mạch ở chi dưới, và là hoặc là hoại tử tắc mạch chi dưới, thì cũng tăng nguy cơ về cái vấn đề về hoặc là vấn đề về thuyên thắc phổi các thứ. Nên là về cái di chứng của nó là tùy theo cái mức độ mà tổn thương của nó đến đâu. Vậy thì có những phương pháp chữa trị nào và có chữa trị được hoàn toàn triệt để hay không ạ thưa bác sĩ? Nếu mà rối loạn mỡ máu ấy thì đầu tiên là tìm xem mỡ máu có nguyên nhân không. Nếu trong trường hợp mà rối loạn mỡ máu mà do vấn đề như là do suy giáp chẳng hạn, thì sau khi bạn điều trị ổn định suy giáp thì mỡ máu có thể về bình thường. Hoặc là do mà đường máu nó quá cao tạm thời chẳng hạn, mình điều chỉnh thì nó cũng ổn. Hoặc là trong trường hợp mà bạn dư ký, thì chỉ khi mà bạn tập thể dục, bạn giảm được ký thì mỡ máu nó cũng sẽ ổn. Còn trong những trường hợp khác mà chẳng hạn như là bạn đã điều không mỡ máu mà không phải không có nguyên nhân á, mà do bạn đã điều chỉnh chế độ ăn các thứ rồi á,
thì nó không ổn thì bạn sẽ phải tiếp tục bạn duy trì bằng thuốc và kiểm soát của nó thì như bác sĩ đã nói này, bằng chế độ ăn này, bằng chế độ tập luyện thể dục này, không để quá cân này và dùng thuốc. Khi dùng thuốc này thì là thường áp dụng thường những người mà khi mà nó có các tiêu chuẩn riêng, chẳng hạn mức mỡ máu khi mà bạn đến khám mà được chẩn đoán là rối loạn mỡ máu, nếu mà mỡ máu của bạn mà nó tăng không quá cao thì người ta sẽ cho điều chỉnh chế độ ăn trước, còn khi mà mỡ máu quá cao mà hoặc là cho điều chỉnh chế độ ăn khoảng 3 đến 6 tháng không được thì dùng thuốc. Thì trên thị trường hiện tại thì có khá là nhiều loại thuốc mỡ máu khác nhau và nó sẽ tùy theo bạn sẽ tăng cái chỉ số nào, giống như bác sĩ nói á, tăng chỉ số về triglyceride hay là nó bị giảm chỉ số mỡ máu tốt hay là nó bị tăng cái chỉ số mỡ máu xấu LDL lên, mà bác sĩ sẽ lựa chọn một cái thuốc kia từng giai đoạn để phù hợp với bạn nhất, và nó còn phải xem là đáp ứng của bạn với thuốc nữa. Dạ vâng, vậy thì bác sĩ hãy cho một vài gợi ý về các món ăn hoặc là chế độ dinh dưỡng để những người bệnh nhân mỡ máu cao, rối loạn mỡ máu có thể tuân thủ. Chế độ ăn đối với người rối loạn mỡ máu nó rất là quan trọng. Vậy nhưng mà vấn đề là chúng ta ăn như thế nào cho đúng. Và những câu hỏi này là một câu hỏi mà các bác sĩ lâm sàng thường, không phải mỗi bác sĩ nội tiết mà tất cả bác sĩ nội trung thì cũng đều thường khá là gặp. Vậy thì chúng ta ăn như thế nào? Có nhiều bệnh nhân hỏi tôi là tôi có ăn trứng được không? Tôi có ăn thịt đỏ được không? Bác sĩ ơi, tôi không được uống sữa có đúng không? Tôi có được uống cà phê sữa hay không? Vậy thì chúng ta chỉ hiểu đơn giản thế này. Với ngoài cái vấn đề và tập luyện như bác sĩ nói ha, về chế độ ăn á, thì các bạn nên ưu tiên các cái thức ăn mà dạng hấp, dạng luộc, hạn chế cái đồ chiên rán. Bạn sẽ tăng cái tần suất luộc và hấp lên và bớt cái tờ chiên rán lại. Đấy là trong về chế biến thức ăn. Và thứ hai nữa là thay vì đi ăn ngoài hàng quá nhiều, ăn đồ công nghiệp quá nhiều thì chúng ta nên học cách tự nấu ăn và nên nấu ăn ở nhà nhiều hơn. Và khi chúng ta nấu ăn ở nhà, chúng ta sẽ kiểm soát được cái lượng gia vị, cái lượng thức ăn mà chúng ta chế biến. Vậy trong khi chúng ta chế biến thì chúng ta sẽ dùng các sản phẩm là gì? Chúng ta sẽ ưu tiên các chất béo không no. Mà chất béo không no mà chúng ta có nói đó, đó là các cái loại dạng mà bình thường ấy, nó sẽ ở nhiệt độ thường, nó sẽ thường ở dạng nóng. Đó là dầu thực vật, đó là dầu đậu nành, dầu ô liu, dầu hướng dương, dầu các loại hạt. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ hạn chế bớt các chất béo mà bão hòa, là chất béo no như là mỡ động vật, các thứ trong cái chế biến thức ăn. Và đối với một người bình thường á, thì cái lượng dầu thức ăn á, mà chúng ta khuyến cáo mỗi ngày á, thì chúng ta đối với một người mà khoảng cần khoảng 2.000 calo một ngày thì nó sẽ tầm khoảng có thể khoảng 50-60 gram, tức là chúng ta mỗi bữa chúng ta có thể dùng khoảng một thìa dầu để cho vào trong việc chế biến thức ăn của mình. Khi một cái nữa đó là chúng ta nên hạn chế những thức ăn mà có nhiều cholesterol. Vậy thức ăn nhiều nào có nhiều cholesterol thì đầu tiên đó là các phủ tạng động vật là cái đầu tiên chúng ta nên hạn chế. Thứ hai là thịt đỏ. Thịt đỏ thì chúng ta nên hạn chế khoảng dưới 500 gram một tuần. Thứ ba nữa là các cái loại mà tức là thực phẩm khác như là đầu tôm. Chúng ta chế biến tôm chúng ta nên bỏ phần đầu đi. Cái phần trứng cá là cái phần mà chúng ta không có hay để ý. Cái phần trong gạch cua là cái phần rất nóng cholesterol. Trứng thì chúng ta, cái lượng đỏ trứng thì chúng ta nên giới hạn trong một ngày là khoảng dưới một lòng đỏ trứng thôi. Đó, tức là cái phần đó, với lại một quan trọng nữa là tiết chế bớt cái phần rượu bia. Một cái vô cùng quan trọng đó là tăng cường rau xanh. Chất xơ nó không chỉ là giúp chúng ta để có thể là tốt hơn cho đường tiêu hóa, tốt cho đường huyết mà nó còn tốt cho quá trình mỡ máu. Và chúng ta sẽ bổ sung nhiều cái rau xanh và tăng cường các trái cây tươi ít ngọt. Và một điều nữa là tôi thấy hay gặp đó là nhiều các bạn đó là các bạn chỉ nói là tôi hạn chế mỡ, hạn chế chất béo, nhưng mà các bạn ấy nói là tôi xong rồi tôi ăn ít tinh bột nhưng mà lại ăn rất là nhiều trái cây, hoa quả ngọt. Các bạn để ý là trong những cái sản phẩm mà có đường fructose hoặc là sản phẩm mà cái đường hấp thu nhanh á thì là nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cái mỡ máu của mình ha. Nên các cái hoa quả mà quá ngọt chúng ta cũng không nên dùng quá nhiều. Dạ, vậy thì omega 3 nó có tốt cho mỡ máu không thưa bác sĩ? Cái omega 3 nó là một cái chất bão hòa đa và nó khá là tốt cho cái chất béo bão hòa đa và không no, khá là tốt cho sức khỏe. Và với
với mỡ máu thì omega 3 sẽ giúp làm giảm cái mỡ máu, giảm cái sức viêm của thành mạch và làm cho sức bền của thành mạch tốt hơn. Nên là trong cái việc mà muốn giảm mỡ máu thì omega 3 cũng là một lựa chọn. Và omega 3 thì có trong thức ăn hàng ngày, chúng ta có thể như là các loại như là cá ngừ, cá hồi, cá trích, cá thu, các cái dầu như là dầu lanh hoặc là các hạt như hạt óc chó, hạt hạnh nhân thì rất là nhiều omega 3. Đó, và trong nếu mà trong một cái sản phẩm như thế thì chúng ta cũng có thể là bổ sung từ thức ăn, hoặc là trong một số trường hợp thì nó có các cái viên omega 3, đặc biệt là omega 3 mà có thành phần là EPA thì khá là tốt cho vấn đề về mỡ máu và tim mạch, thì chúng ta có thể dùng liều từ 1 đến 4 gram một ngày với omega 3. Với chủ đề lần này là rối loạn mỡ máu và những điều cần biết, thì bác sĩ có những lời khuyên nào để gửi đến cho tất cả những quý vị đang theo dõi chương trình ạ? Mình có một khuyên là các bạn nhớ khám sức khỏe định kỳ và nên chú ý đến cái phần xét nghiệm mỡ máu của mình. Và đặc biệt là những người mà có tiền căn như gia đình như mình nói, có cả bố và mẹ hoặc anh chị mình mà có mỡ máu thì mình cũng nên đi kiểm tra. Trong một số trường hợp chẳng hạn như là tăng mỡ máu có tính chất gia đình hoặc hạn, hoặc là với vấn đề nữa là bạn nên cố gắng là đừng để lối sống tĩnh tại mà hãy vận động và cố gắng là ăn thật nhiều rau và nên lối sống cân đối hài hòa. Mà mình trên lâm sàng của mình ấy, thì mình cũng gặp rất là nhiều bạn, có những bạn trẻ càng ngày mà mình càng thấy có nhiều bạn trẻ dư cân và có mỡ máu cao, thì mình hy vọng là các bạn sẽ chú ý hơn trong cái việc lối sống của mình. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ và cũng như là những kiến thức mà hôm nay thì bác sĩ Nguyễn Thị Như Phương đã mang đến chương trình. Chương trình cũng không quên gửi lời cảm ơn tới nhà tài trợ đồng hành app Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu với mọi gia đình. Và chương trình cũng xin được gửi tặng bác sĩ một voucher vô cùng đặc biệt, đó chính là sử dụng ứng dụng AI Doctor Assistant, trợ lý đắc lực cho bác sĩ được tích hợp công nghệ AI tiên tiến nhất đến từ nhà tài trợ Doctor Network. Và với ứng dụng này thì bác sĩ có thể dễ dàng tra cứu thông tin này cũng như là tài liệu y khoa mới nhất và trích dẫn lưu trữ phân loại hồ sơ bệnh án một cách hiệu quả nhỉ. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả chúng ta đang theo dõi chương trình. Và đến đây thì chị Thành và cũng như là bác sĩ xin được chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Xin chào quý vị khán giả.